Mua bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Hôm nay thì mua bán xe cũ sẽ cập nhật mang đến anh chị và các bạn thông tin về chiếc xe Mazda CX-5 phiên bản 2.0 Bre sản xuất là năm 2022. Xe có ngoại thất là màu trắng, nội thất ghế da màu đen rất là hoàn hảo. Cam kết cho anh chị và các bạn về chất lượng của chiếc xe trên văn bản hợp đồng giấy tờ, không bị đâm va, không bị ngập nước, máy số còn nguyên zin, không tranh chấp, không phạt nguội. Bao check test hãng toàn quốc theo yêu cầu của anh chị và các bạn. Có hỗ trợ trả góp lên tới 70% giá trị xe trong thời gian là 6 năm. Tùy theo cái nhu cầu của anh chị và các bạn có nhu cầu vay khác nhau, hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình để em có thể gửi thông tin rõ ràng cho anh chị và các bạn có thể cân đối tài chính của mình. Về những đường nét của chiếc xe thì nó ở phần đuôi xe nó có trang bị cho anh chị và các bạn như là cái phần ống xả kép được dán thôi anh chị nhé. Nguyên bản nó thì là hai ống xả hai bên thôi. Lipo thể thao này, rồi là những phần cốp điện này, cảm biến cam đùi. Ba chủ thì cũng đã dán lưng ghế đầy đủ hết rồi, có vách ngăn giữa khoang hành khách và khoang hành lý cho anh chị và các bạn. Để chất lượng của chiếc xe thì mình có thể nhìn qua những phần keo chỉ, đinh tán, ốc át của chiếc xe để mình cùng cảm nhận. Chiếc xe đang có mặt tại showroom sàn ô tô Mỹ Đình. Anh chị và các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng để trải nhận, trải nghiệm về cái chiếc xe này. Lốp lắp sơ cua của chiếc xe thì vẫn còn mới nguyên vạch sơn này, hay là những cái phần loa thùng, cái cục loa trầm loa âu này, rồi là những cái chi tiết về nội thất của chiếc xe thì em cũng sẽ đi vào rõ cho anh chị và các bạn cùng tham khảo và cân nhắc. Với Mazda CX-5 thì nó sẽ có hai tùy chọn về động cơ, máy 2.5 và máy 2.0. Anh chị và các bạn nào cần một chiếc xe tiết kiệm di chuyển trong phố nhưng mà nó vẫn mang lại đầy đủ các công nghệ an toàn như cảnh báo vượt, hay là hệ thống mắt kính lái, rồi là các chế độ lái sport, phanh tay điện tử, auto hold, thì có thể tham khảo qua chiếc xe này anh chị nhé. Ghế ngồi cũng có chỉnh điện và nhớ ghế hai vị trí. Nó chỉ khác nhau về dẫn động cầu cũng như là hệ thống động cơ, khối động cơ 2.5 và 2.0 thôi. Còn option thì nó cơ bản thì nó cũng tương tự nhau thôi anh chị nhé. Vô lăng, củ số, tất cả các phím bấm chức năng của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể nhìn qua. Với hệ thống đèn auto gạt mưa, rồi là màn hình được trang bị màn hình kích thước lớn, độ phân giải cao giúp cho anh chị và các bạn có thể trải nghiệm ở trên chiếc xe nó một cách tuyệt vời. Có ổ DVD cũng như là hệ thống phím chức năng, có cảnh báo thắt dây để an toàn ở các hàng ghế này, rồi là phanh khoảng cách auto hold. Xin lỗi chị và các bạn, bản này chưa có phanh khoảng cách anh chị nhé, phanh tay điện tử auto hold thôi. Đấy. Số km của chiếc xe đã lăn bánh cũng như là các thông số của chiếc xe, để mà trải nghiệm rõ ràng đầy đủ hơn thì các bác có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình, em sẽ gửi đầy đủ những cái thông tin mà anh chị và các bạn đang có nhu cầu cần tìm hiểu, cũng như giải đáp những cái thắc mắc của anh chị và các bạn để các bác có thể nắm rõ hơn về thông tin chiếc xe Mazda CX-5 2.0 Bre này. Hệ thống giải trí loa Bose với chất lượng âm thanh cực hay, những đường nét về cánh cửa như là táp ly này, keo chỉ, ốc át của chiếc xe đảm bảo cho anh chị và các bạn là còn nguyên bản. Và để an tâm hơn nữa thì mình có thể mang qua hãng hoặc một bên thứ ba anh chị và các bạn tin tưởng, mình check lại một vòng, tránh được những cái rủi ro không mong muốn. Đây là những cái chi tiết về ghế ngồi cũng như là bệ thì tay tựa đầu. Ghế ngồi với hệ thống ghế da màu đen, có đục lỗ thông hơi hay là hệ thống viền chỉ cam tạo lên cái vẻ nổi bật ở bên trong. Cửa gió điều hòa trung tâm, cửa sổ trời. Và cái những cái phần như là hệ thống đầu xe nổi bật với đèn chiếu sáng dạng bi, hay là mặt ca lăng, lưới tản nhiệt với những đường viền mạ chrome to bản, hình cánh chim, với ngôn ngữ thiết kế Kodo của dòng xe Mazda mang lại cái vẻ nổi bật khi nhìn vào phần đầu xe. Với mức giá bán cho chiếc xe Mazda CX-5 phiên bản 2.0 Bre 2022 hiện tại đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn bây giờ, nó chỉ còn dưới 800 triệu thôi là các bác có thể sở hữu rồi. Thông tin cụ thể chi tiết về chiếc xe thì các bác có thể trao đổi trực tiếp cùng em theo số điện thoại trên màn hình, em sẽ hỗ trợ thông tin và giải đáp những cái thắc mắc của anh chị và các bạn. Rất cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo. Rất mong các bác ủng hộ em nhiều hơn. Em xin cảm ơn.